Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ là tin gió mùa Đông Bắc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều mai ngày 17 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, nên ngày và đêm mai mùng 7 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày mùng 9 tháng 11, trời hửng nắng. Từ ngày mùng 8 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trăng đới gió đông trên cao, nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai mùng 7 tháng 11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 11, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Từ chiều mai mùng 7 tháng 11, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay mùng 7 tháng 11 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm mai mùng 7 tháng 11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 11, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 11 sẽ xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hoạt bão trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo mô hình dự báo sớm GFS của Mỹ, thì đến khoảng từ ngày 15 tháng 11, trên khu vực Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp và sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm nên tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Mọi diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.